Thời gian cưới thì rất nhanh, có nghĩa là tháng 9 2021 ra trường thì 20 tháng 11 năm 2022 là em kết hôn với cô ấy. Wow. Ô, từ đầu năm đến cuối năm đã cưới rồi. Dạ đúng rồi. Như vậy là cơ duyên bắt nguồn từ mấy gà. Gà. Dạ đúng rồi. Đơn vị hay trêu em là tự nhiên ra mua gà nhỏ và bắt được gà to. Tự nhiên ra mua gà nhỏ và bắt được gà to. Vận dụng các hình thức chiến thuật mà đã học được ấy, là loại bỏ cái lớp hàng rào ngoài cùng đấy là bố vợ. Đấy, để tiến công và dần dần đó là em gái xong đến mẹ, xong em trai nữa bắt đầu mới người ta gọi là thế đánh nở hoa trong lòng địch. À. Bắt đầu mới bắt chọn cô này. Wow. Cầu hôn lãng mạn không? Dạ, chắc cũng hơi lãng xẹt một xíu. Lãng xẹt luôn. Dạ, cầu hôn ngay đêm tân hôn. Cầu hôn ngay đêm tân hôn. Dạ. Cái này là anh dối não này. Chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân. Em xin tự giới thiệu bản thân, em họ tên đầy đủ là Trần Tiến Kim Quân. Đơn vị đang công tác hiện nay là Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 và Quân đoàn 4. Và hiện tại đang 25 tuổi và đang có một cô vợ xinh đẹp ở bên cạnh. Em chào anh Thuận, chị Thanh Vân và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. Thì em xin tự giới thiệu, em là Diễm Thúy, năm nay 27 tuổi, đang là kế toán của một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Kế toán. Dạ. Rồi làm sao mà anh bộ đội lại gặp được cô kế toán nào? Không suy nghĩ ra luôn. Cái này mà chắc phải để chồng em trình bày. Dạ. Em ra trường tháng 9 năm 2021, lúc đó là thời điểm đang dịch Covid-19 á. Khi mà ra ngoài thì đơn vị lúc đấy là đang cấm trại, mà khi đó vận chuyển các hàng hóa từ ngoài vào trong là thông qua cái cổng mà hiện nay là cổng 320 của sư đoàn 9 đấy. Đấy, ở đâu em? Dạ, ở chỗ Củ Chi á. À, Củ Chi. Dạ, đó là khu vực đấy. Thì đối với bản thân em thì thời điểm đấy rất hay là mới về nhận công tác thì được đồng chí đại đội trưởng giao cho nhiệm vụ trọng trách lớn, đó là đi lấy gà. Đầu tiên là gặp là bố vợ đầu tiên. Đó là di chuyển gà, mà có nghĩa là khi mà thời điểm đấy là sẽ phun khử khuẩn gà ngoài và đưa vào. Rồi. Và tự nhiên là cái số điện thoại đấy là kết bạn với bố vợ luôn. Ừ. Đấy, vì bố vợ bán gà. Đấy, ở ngay cổng. À. Thế nên là tự nhiên quen bố vợ trước. Xong bắt đầu là đúng mùng 1 Tết của năm 2022 thì em ghé ra nhà bố vợ đấy. Và tự nhiên là nhìn được cô bé này. Mới năm ngoái nha. Thời gian cưới thì rất nhanh. Có nghĩa là tháng 9 2021 ra trường thì 20 tháng 11 năm 2022 là em kết hôn với cô ấy. Từ đầu năm đến cuối năm đã cưới rồi. Dạ đúng rồi. Như vậy là cơ duyên bắt nguồn từ mấy con gà. Dạ đúng rồi. Đơn vị hay trêu em là tự nhiên ra mua gà nhỏ và bắt được gà to. Tự nhiên ra mua gà nhỏ và bắt được gà to. Nhưng mà cái khoảnh khắc đầu tiên khi mà em nhìn thấy con gái của ông bác bán gà, dạ, thì em ấn tượng gì về cái cô gái này? Dạ, ấn tượng điều đầu tiên đó là ánh mắt của cô ấy. Là thời điểm đấy khi mà cô ấy mùng 1 Tết mà đang chuẩn bị đi chùa, nhưng mà tự nhiên cô ấy lườm em gái. Đấy, một cái lườm. Cái nguyên nhân thì em chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà hôm đấy là đang lườm em gái ruột của cô ấy. Thế nên là tên gái của là rồi. Đang chứ phải lườm em rồi. Đúng rồi, không phải lườm em. Thế nên tự nhiên ấn tượng cái đôi mắt lườm đấy. Lạ nha, lần đầu tiên em thấy. Nếu như mà ngày hôm đó mà bạn này mà cười với em gái là chưa chắc chắn dính đâu. Vâng vâng. Nhờ lườm đó. Hay nhỏ. Chắc là cái nét lườm đó. Nét lườm đáng yêu. Em thử lườm chị xem nào. Em thử lườm. Dễ thương thật. Dễ thương thiệt. Rồi sao mà em tiếp cận được với cô này? Sau đó thì vận dụng các hình thức chiến thuật mà đã học được ấy, là loại bỏ cái lớp hàng rào ngoài cùng đấy là bố vợ đấy, để tiến công và dần dần đó là em gái xong đến mẹ xong em trai nữa, bắt đầu mới người ta gọi là thế đánh nở hoa trong lòng địch. Bắt đầu mới bắt chọn cô này. Wow. Ôi, có chiến thuật rõ ràng. Ông bố vợ lại thấy là có một vị khách hàng mua rất nhiều gà của mình, xong lại thích con gái mình nữa. Trời ơi, hay thật. Nhưng mà rồi bây giờ anh hỏi em nè, cái ngày đó em nhìn thấy anh không? Dạ có. Thì lúc đầu em cũng ấn tượng xấu anh này. Hả? Dạ. Ấn tượng xấu luôn? Đúng rồi. Không, tại hôm đó là cũng ảnh kể là mùng 1 Tết. Thì hôm đó thật ra là buổi sáng mùng 1 là em đi chơi. Em chơi về chiều về thì em ấn tượng là cái biển số xe. Tại thường em là thích đi du lịch, đi phượt á, là em hay coi biển số xe lắm. Thì em thấy là biển này là 48 Đắk Nông. Cái xong kêu ủa ai Đắk Nông qua đi chơi hay mua gà. Thì em thấy có một chàng trai đang ngồi với ba em nói chuyện vậy á. Sau em đi vô một hồi, sau em đi, em rủ mẹ đi chùa. Thì hôm đó là sao đi chùa cũng cầu duyên. Cái sau em đi chùa cũng cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ á. Mà em về thì vẫn thấy anh này ngồi nói chuyện ba em. Vẫn cứ ngồi nói chuyện ba em. Cái tới lúc em về thì anh này cũng tự nhiên đứng dậy chào đi về. Mà em chào lại thì cũng nhìn đâu dưới sàn nhà, không có nhìn em. Anh kêu quái, anh này sao lại ghê, chào không chào lại. Cũng ấn tượng không tốt. Xong tự nhiên đâu tháng sau có một số lạ nhắn tin mà nhắn sớm lắm chị.
Nhắn là trong đôi mắt em có một điều gì đó thật là lạ. Dạ. Yeah. Là bạn lườm đó, bạn lườm đó. Lần đầu tiên trong đời em mà da gà, da ốc gì nổi lên hết. Mà em không hề biết cái chủ nhân của cái số đó là ai luôn. Tại Zalo là ảnh không để ảnh luôn. Sau cái tuần sau em về em mới hỏi ủa ba Trần Tiến Kim Quân là ai? Thằng bữa mùng một Tết đến chơi thăm nhà, cái em mới hỏi biển số xe 48 Đắk Nông á hả? Đúng rồi, đúng rồi. Là đó, từ đó mới biết. Sao em còn nói ba là trời nhắn tin xinh rạ lắm, chắc không tới đâu. Dạ. Cuối cùng là giống như là ghét cũng nào chờ cha của đó đó. Anh nghĩ là ba em là cũng đã biết cái điều này và cũng đang là muốn đẩy thuyền đó. Thì ba cho số mà. Đúng không? Đúng không? Là bố cho số. Dạ. Bố vợ cho số. Phải vận dụng nhiều. Đó, vận dụng nhiều đó. Cái hình thức lắm mới được cái số đấy. Có nghĩa là trong thời gian đấy là phải rủ ba đi ra ngoài liên tục. Đặc biệt là thông qua rượu bia thì bắt đầu mới khai thác dần được cái số đấy. Ôi là phải căng thẳng như vậy. Chắc cũng phải là hỏi han rất là nhiều về con gái của cô bố vợ đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này trực tiếp là thông qua bố vợ. Bố vợ là rất thích chia sẻ. Bởi vì bố là trước kia là cũng công tác trong quân đội. Đó. Là bố cũng cảm tình với bộ đội đúng không? Thế nên là mình phải tạo cái hình ảnh đẹp nhất cho bố thấy. Đấy. Cưa có lâu không? Thời gian nó cũng rất là nhanh, khoảng 6 tháng. Thì lâu dữ vậy ta? À, lâu quá vậy? Lý do gì đâu? Dạ. Tại cái thứ nhất là ảnh trong quân đội cũng ít gặp. Thường là ví dụ như tuần này ra được thì tuần sau không ra được, là tuần sau nữa mới ra được, mà ra là lúc chỉ có 2-3 tiếng thôi vậy. Đó là mình cũng phải tìm hiểu dần dần. Rồi cái nụ hôn đầu tiên đó là nó khi nào? Xuất hiện là ở trong rạp phim hay là ở quán cà phê? Cái nụ hôn đầu tiên thì thực chất nó là cũng một cái sơ ý thôi chị. Thì mình hôm đó thực chất là đi coi phim. Thì lúc đầu thì cũng đâu có là gì đâu, thì cũng nắm tay bạn lẽ nắm tay thì anh này cũng run rồi. Anh này kiểu cũng nhát lắm. Dạ, kiểu cũng biết ý thôi, kiểu hơi dựa vai anh nè thì mình cũng dựa thôi. Nhưng mà coi phim một hồi lâu á, cái xong kiểu cũng mỏi, xong cái đầu nhòm dậy cái là tự nhiên anh quay qua, mình cũng quay qua cái là chạm mặt nhau. Đúng rồi, chóc ngay miệng vậy đó. Sau là dần dần có nụ hôn đầu tiên. Trời ơi, như phim Hàn Quốc ấy anh. Như phim vậy. Bây giờ cầu hôn đi. Cầu hôn lãng mạn không? Dạ, chắc cũng hơi lãng xẹt một xíu. Lãng xẹt luôn. Dạ, cầu hôn ngay đêm tân hôn. Cầu hôn ngay đêm tân hôn. Dạ. Cái này nó anh dối não này. Cầu hôn như nào? Kiểu đang ngồi trên giường thì em đang xây tóc, thì ảnh đâu ảnh rút ra cái nhẫn là em mặc dù có mụn màng nhưng mà anh muốn cầu hôn em làm vợ anh nha vậy đó. Ôi trời ơi. Sao mấy cái này nó đi ngược ngược, nó đi ngược ngạo sao đó. Thật ra lúc đấy là em công việc cũng hơi bận nhiều, thế nên là tới cái ngày sát ngày thì em mới nhận ra cái mình chưa cầu hôn. Đấy, sau bắt đầu mới nhớ ra, mà trong khi đấy đặt là phải tuần. Thế mà tự nhiên đặt nó lệch ngày. Đáng lẽ phải trước ngày hôm đấy hôm cơ. Nhưng mà ai dè nó lệch vào đúng buổi trưa hôm đấy mới nhận được mặt hàng đấy. Cái nhẫn hả? Dạ đúng rồi. Thế nên là tự nhiên buổi tối không biết nói sao. Nói chung là nói hết cái tấm lòng của mình. Đấy, thật ra hơi muộn nhưng mà đấy là tình cảm chân quý của anh. Đúng rồi. Rồi cưới xong rồi hai vợ chồng có được ở gần nhau không? Thời gian đầu thì khi mà đi hưởng tuần trăng mật xong á, lại phải trực 3 tuần liên tiếp. Bởi vì là anh ở đơn vị có việc gia đình, thế nên là phải trực. Thế nên về là lại xa nhau. Lại xa nhau. Thế rồi hai vợ chồng ở với nhau gần được, gọi là cứ cho là gần được một năm đi, thì có thấy là người kia làm cho mình hạnh phúc hay là thấy người kia làm cho mình bị vỡ mộng? Có thấy người kia có những cái tật xấu mà lúc mình yêu mình không thấy không? Dạ có, cũng có. Đây phần nào, hay này. Thì hồi trước là lúc quen em á thì em thấy ảnh rất là nghiêm túc, thấy nhiều khi còn chứng chạc hơn mình nữa. Nhưng mà từ cái hôm đám cưới rồi rượu bia này nọ nhiều, em mới biết là ảnh lầy và nhây lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện về nhây và lầy của ảnh đi. Lầy nhây mà cũng đôi khi chơi ác chơi dơ. Trời ơi, cái đó khán giả thích lắm em ơi. Em ơi bắt mẹ ngay, bắt mẹ ngay. Cụ thể giống đi. Như là ví dụ như mà dắt vợ đi chơi mấy công viên nước hay là mấy cái hồ bơi á, việc đầu tiên đó là dìm cho vợ uống nước nhiễm. Trời ác dễ sợ luôn nha. Uống đã xong rồi em giận em hờ là bắt đầu dỗ cứ hay vậy á. Sao em lại có một cái trò chơi nó vui nhộn quá vậy em hả? Em còn nhiều hơn thế. Cái đấy chỉ phần mở đầu thôi. Rồi tiếp tục đi em. Em là thuộc dạng kiểu hay bị nhột. Trong cái lúc mà em bữa lúc mà em vừa ăn no xong vừa cù lét, xong rồi đợt đó là còn kiểu ăn kẹo trong miệng á, ăn kẹo nhân sâm. Mà lúc đó là em không thích kẹo nhân sâm ăn. Xong kêu thôi vợ ăn đi, kêu không là bắt đầu là đùn. Đùn miệng quá. Hay là đùn cục kẹo quá. Mà mùi nhân sâm không? Nhân sâm không?
À đè ra hôn xong rồi là đùn sang. Đùn kéo qua lại. Trời ơi, sao em kêu là hôi không ao mà cứ đùn qua lại. Sau tới hồi mà em muốn ói luôn rồi mới bắt đầu dừng. Trời ơi. Kiểu vui thôi đừng vui quá luôn. Dạ đúng rồi. Có lớn tiếng với vợ không? Dạ không. Ví dụ như mà bữa nào mà bực trong người là im. Im thôi chứ cũng không có lớn tiếng. Nhiều khi mình cũng bực mình cũng phát ra và không thể nào phát ra được. Có cọc tính không? Dạ cũng có, nhưng mà cọc tính theo kiểu là im á anh. Im dạ. Rồi đến lượt Quân. Qua quá trình kết hôn tới giờ thì hiện tại là chưa thấy cái khuyết điểm nào lắm, chủ yếu có một cái đơn giản nhất thôi. Là mỗi đêm nằm ngủ trong vòng tay của em ấy, thì luôn phát ra cái bản giao hưởng nó thật là du dương. Nó du dương, cảm giác là em cũng du dương theo. Thế nên là rất nhưng mà nó ru ngủ đó nghe. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mà cô ấy không phát ra những cái bản nhạc là lòng khó ngủ ngay đó. Đấy, đêm mà... nằm vợ ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà đấy. Nhưng mà thật ra cái đó nó không phải là tật xấu đâu. Đúng đó rồi. Là vợ em đâu có muốn. Đúng rồi. Không ai mà muốn cái điều đó nó xảy ra. Đúng rồi. Mà sao có ghen không? Hay là có ăn hiếp mình không? Dạ cô ấy thì nói chung là với thân hình như này và có đai của đi karate, thế nên là đôi khi vẫn sợ. Bởi vì giơ cước cao lên tí là bắt đầu phải lùi ở phía sau khoảng 3 bước. Bởi vì nếu mà nhấc chân lên cái lại khả năng em bay. Đấy, thế nên là em phải giữ khoảng cách. Nhưng lúc có khi nào bị dính đòn không? Dạ dính thì cũng nhiều rồi nhỉ. Hai vợ chồng nhà này là ở nhà là hay thích chơi trò thái cực quyền với nhau ấy. Ủa là em là có đai bên karate à? Dạ cũng học một chút anh, mỗi võ một ít. Đủ xài với ảnh thôi đúng không? Dạ, đủ xài với ảnh thôi. Thế thì bây giờ các em mong muốn người bạn đời của mình nếu như cần phải thay đổi để cho hoàn hảo hơn thì đó là những điều gì? Đối với bản thân em thì cô ấy chỉ cần lúc nào cũng mỉm cười, trước khi gặp em thế là em hạnh phúc rồi. Đấy, chỉ cần đơn giản. Ngọt ngào quá đi. Thế còn em thì sao? Dạ em thì cũng không mong muốn gì ngoài việc bớt dây lại. Dây quá nhiều khi em cọc xong rồi cũng anh dỗ chứ ai dỗ. Em biết đấy là cái trò vui đó em. Dạ. Và Vân biết không, anh nghĩ là với cặp vợ chồng này khi mà có baby thì anh nghĩ siêu vui sẽ rất là vui. Vâng. Và cô vợ sẽ rất là khỏe mạnh. Dạ. Bởi vì luôn luôn nhận được những cái nguồn năng lượng vui tươi từ anh chồng. Đúng rồi ạ. Cảm giác đôi vợ chồng này có một cái năng lượng tích cực rất là lớn. Đúng mà rồi. Mình cảm nhận được ngay lập tức khi mà mình nhìn thấy họ cười. Đúng rồi. Và mong là bọn em sẽ luôn luôn giữ được tiếng cười, một cái gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và cái tình yêu và niềm hạnh phúc lúc nào cũng có ở trong trái tim của hai bạn. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Chào khán giả cùng xem chương trình Vợ Chồng Son. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Như Nguyên, em đến từ Phú Thọ, hiện tại em đang công tác và làm việc tại sân bay Biên Hòa. Và em là sĩ quan phòng không quân, năm nay em 29 tuổi. Wow. Đó, sĩ quan phòng không không quân đó. Nguyên 29 tuổi thôi đó hả? Vui ha. Cái chị còn nhớ hoài ngày xưa đó, chữ phòng không á là cái chữ mà gọi là giống như là em chưa có ai. Em ở phòng một mình em, có nghĩa là phòng không chiếc bông. Phòng không chiếc bông. Phòng không là khác. Tại vì đó là chị chưa có hiểu lắm cái chữ á, biết không? Tiếng Việt mình rất là phong phú phải không? Phòng không. Rồi bây giờ em đố chị, khi mà có vợ có chồng rồi thì gọi là phòng gì? Phòng đôi. Cái giờ phòng gì? Đó. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và em xin chào chị Hồng Vân và chào quý vị và khán giả trong trường quay. Em tên là Đặng Thị Quỳnh Trang, hiện em 25 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng và sinh sống làm việc tại Biên Hòa. Hai vợ chồng đến từ Biên Hòa luôn. Dạ, đúng. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Để về lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau thì cách đây 4 năm. Tại vì lúc đó hai vợ chồng em quyết định cưới thì hai vợ chồng mới gặp nhau. Ủa còn, vậy? Từ ngày yêu nhau đến lúc quyết định cưới thì mới gặp nhau, chứ chưa gặp nhau mà gặp mặt nhau lần nào. Có nghĩa là đi đến kết luận cuối cùng là mình sẽ cưới nhau thì mới gặp nhau. Ồ, còn bây giờ anh đoán nha. Một là hứa hôn, hai là quen nhau trên mạng. Dạ, đúng rồi, quen nhau trên mạng. Ồ. Trời ơi, quen trên mạng bao lâu thì tụi em mới quyết định là gặp nhau ngoài đời? Dạ, chính xác là bọn em quen nhau trên mạng 3 năm. 3 năm luôn? Dạ. Wow. Nhưng mà là cái thời gian quen nhau trên mạng là vẫn nhìn hình thấy nhau đúng không? À, dạ vâng, lúc đó thì vẫn webcam được đây ạ. Webcam chỉ mà... một lần duy nhất. Dạ đúng rồi. Bây giờ trước tiên hỏi Nguyên nè. Nguyên nhìn thấy cô ấy qua webcam thì như thế nào? Tại vì lúc đó thì em cũng có người yêu rồi. Nhưng mà vợ thì gửi tin nhắn kết bạn qua cái trang web trường xưa. Của cái trang web đó thì em cũng chỉ là chấp nhận thôi. Tại vì đơn giản là ngày xưa em thích bộ đội. Nên cái từ khi cái trang web trường xưa em biết chơi á, là em cứ vô mấy cái trường bộ đội không à. Cái em thấy cái avatar của anh này nhìn mặt dễ thương mà nhìn cũng hiền hiền nữa.
Xong em nghĩ chỉ có kết bạn để nói chuyện với các anh bộ đội xem như thế nào thôi. Chứ em không có nghĩ là... Nhưng mà lý do gì mà em lại thích các chú bộ đội? Dạ, tại vì em thấy bộ đội đa số là người điềm đạm, rồi tính rất là hay lo cho gia đình, rất là chu toàn, nên là em ao ước sau này chồng em sẽ là một sĩ quan quân đội. Rồi sau khi mà gặp nhau ngoài đời thì cảm giác như thế nào? Em được đi đón vợ ở bến xe. Lúc đó thì em đang bị đau mắt, cũng đeo một cái kính đen ra em đón vợ. Thì em bảo thôi, nếu như mà nhìn thấy cô đấy mà có vấn đề gì chắc thôi mình té luôn. Còn em thì sao? Dạ, lúc đầu á, là em xuống bến xe Mỹ Đình thì anh chồng em á, thì anh có bảo là nhà anh nghèo lắm, cái anh chỉ có mỗi cái xe cúp thôi. Cái em trong đầu xong em đi hỏi tất cả bạn bè xe cúp là như thế nào để ra còn nhận dạng. Thế người ta mới chỉ cái xe cúp. Thì ra em mới tìm anh nào mà mặc đồ bộ đội đi xe cúp cơ, chứ không phải là đi một cái xe ga hay là một cái xe gì khác. Cái em đứng đối diện với ảnh rồi nè. Xong cái em nói không, chắc phải không phải ông này rồi. Ông này nhìn ác ác thì sao sao, không có hiền. Cái mà lại đeo kính đen nữa, bộ đội ai đeo kính đen bao giờ. Xong cái em gạt suy nghĩ đó ra. Ổng gọi nhưng mà lúc đó em sợ người ta cướp giật điện thoại trước bến xe á, là người ta cảnh báo, xong cái em không dám nghe. Xong lại em hỏi em có phải là Trang không? Bảo dạ đúng rồi em là Trang. Bảo anh là Nguyên nè. Xong cái em nghĩ ủa rồi, xong rồi đời mình coi như là tiêu rồi, mình quyết định cưới mà ổng nó đeo kính đen, chắc mắt ổng bị lé rồi. Em mới nói thôi quả này thôi dẹp đi, không cưới xin gì hết á. Tự nói với mình hả? Dạ đúng rồi, em nghĩ trong bụng vậy đó, dẹp thôi không cưới xin gì hết á. Về ổng nhìn đĩa rau, ổng gắp đĩa thịt gà. Sau cái em ngồi sau cái đuôi xe, em không dám ngồi gần. Mà mặc dù đã ngỏ lời cưới rồi mà em không dám ngồi gần. Ổng kêu xích lại gần đi, rồi cái ôm eo anh nè. Xong cái em kêu thôi em ngồi xa cũng được nữa. Ổng kêu đường này nhiều ổ gà lắm. Thế xong cái bảo không em không sao em không té được đâu. Mình nói giờ mình lỡ ôm ổng á, xong tí mắt ổng lé thật là mình phải cưới thật. Cái thôi không có ôm. Sau cái về tới đơn vị, ổng cởi mắt ông bảo nè mắt anh đau mắt thiệt nè. Xong bảo ồ nhìn cũng được trai ta, thế là cũng được thôi cưới đi. Thế là xong cái về là chuẩn bị đám cưới. Mà lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em 22 tuổi. Em đang là sinh viên năm 3. Ủa nhưng mà cưới là lúc đó là ra trường chưa? Dạ chưa. Thì bọn em gặp nhau rồi cưới đi đến hôn nhân là vọn vẹn chỉ có 2 tháng thôi. Sau khi cưới rồi đó thì hai em có ở gần nhau không? 2 năm. 2 năm trời. Dạ. Và những khó khăn như thế nào ập đến với em trong 2 năm đó? Khó khăn thì cái lúc mà cưới nhau về mà cứ thấy 3 tháng rồi mà chưa thấy có cái gì á. Xong nghĩ trời ông này chắc ông tịch quá. Xong cái em cứ nghĩ xong cái... Ông kêu tháng thứ 4 mà còn không có em bé nữa thì vợ chồng mình ra đây đi khám. Xong cái bảo nếu mà lỗi do anh á thì anh thả cho em đi lấy người khác, không có làm em khổ. Xong cái em ra được 1 tháng ăn dầm ở dề ngoài Hà Nội á. Thì xong cái đến tháng thứ 4 là về vợ chồng em có tin vui. Trời ơi, trong suốt quá trình mang bầu á, em tủi thân lắm luôn á. Cái đi khám bầu không có ai đi cùng hết. Cái nghĩ trời xong giống mình giống kiểu hoang quá. Xong cái bắt đầu mà thôi ráng đi, chồng mình đang làm ngoài không phải là chồng mình đi chơi. Xong quá trình đó là đến lúc em sinh thằng cu nhà em được hơn 2 tháng thì anh chồng mới vô. Lúc em đi sanh cũng đi sanh mình luôn? Dạ em đi sanh thì có mẹ chồng. Cái mẹ chồng em nói là cũng đừng có báo cho nó, sợ nó lo. Lúc mà em đau đẻ lên trời, em nghĩ sao nhiều người được sướng ấy, được chồng dìu dắt vô phòng đẻ rồi an ủi. Mình em có đi dọc hành lang mà đau đẻ, xong cái tủi thân quá. Nhưng mà cũng ráng rồi, cũng qua hết rồi chị. Rồi bao lâu thì em mới về? Vợ em sinh sau 2 tháng thì em mới bắt đầu từ Hà Nội em bay vào Sài Gòn thăm vợ. 2 tháng? Dạ. Ủa, lúc đó vợ sinh ra Sài Gòn hả? Dạ, vợ em lúc đó thì bố mẹ em là đang ở Bình Dương. Nhưng mà bố mẹ em là làm ăn trên Bình Phước, là vợ em lại sinh ở trên Bình Phước. Vậy đó hả? Rồi là em bay vô gặp con. Dạ. Rồi cái lúc đầu tiên em nhìn thấy con em, cái cảm giác em sao? Em thì lúc đó thì em rất là vui. Mà lúc đó em thấy buồn cười, là bảo ủa, mình tuổi trẻ này đã làm bố rồi. Lúc đó em bao nhiêu tuổi ta? Lúc đó em 26 bắt 27 ạ. 26 còn 21 nè. Dạ. 22. Có bầu là 23. Tức là em sanh là lúc em 23 tuổi. Dạ. Em hối hận không? Dạ. Là sao mà mình đẻ sớm, mình lấy chồng sớm quá. Không, hối hận thì em chưa có nghĩ đến chuyện hối hận. Chưa bao giờ nghĩ hối hận mà. Lần sau, kiếp sau đẻ ra có lấy chú bộ đội nữa không? Dạ có chị. Vẫn lấy chú bộ đội luôn? Có cái khổ, có cái sướng gì. Sướng cái sướng mình lấy bộ đội làm sao? Dạ lấy bộ đội nếu mà được ở gần anh bộ đội á, thì hầu như tất cả mọi việc trong nhà thì hầu như là ảnh lo hết. Ảnh lo từ A đến Z. Đón con rồi nấu cơm, em đi làm về chỉ có việc tắm rồi ăn cơm thôi, nghỉ ngơi thôi. Các bạn chưa lấy chồng nhớ nghe cái câu chuyện của cô này, về chắc kiếm mấy ông bộ đội cưới hết nha. Sao bây giờ đã vậy luôn? Dạ.
tới bây giờ vẫn vậy. Còn sướng gì nữa không? Em thì không biết các ông chồng của độ khác như thế nào, nhưng mà ông chồng em thì ít nhậu nhẹt, rồi dạy con cũng rất là nghiêm. Là em sướng ở chỗ đó. Khổ? Dạ. Khổ thì anh đi công tác này nọ, mình em với con. Thằng con nó nhỏ xíu mà mới có 1 tuổi, mà mình em hai bên nội ngoại cứ kêu là thôi bây giờ để bố mẹ vô phụ cho. Cái em nói là thôi bố mẹ cứ để đó xem cái bản lĩnh của con như thế nào đã, để coi con có làm được không. Cái lúc mà biết ảnh đi Ấn Độ để học tập á, thì cái em cũng buồn lắm. Nhưng mà thôi bây giờ mình mà buồn là ổng này ổng không yên tâm ổng đi, thôi mình cứ ráng vui đi. Ổng đi mà ở nhà trời ơi, em cảm giác mà em không có làm được luôn á. Thay vì sáng ra là ổng đưa con đi rồi, mình chỉ có việc thay đồ rồi đi làm thôi. Bây giờ là mọi việc từ A đến Z đều do một tay mình hết. Mà chưa kể là thằng con nó 1 tuổi thì nó nhiều cỡ lắm. Cho nhiều lúc em mệt mỏi lắm luôn á. Nhưng mà cứ ổng này một ngày ổng gọi bên Ấn Độ về mà ổng gọi 3-4 lần. Cứ sáng ra là em đi làm chưa, em ăn sáng chưa. Rồi cái trưa lại em ơi em được nghỉ chưa chưa, em ăn cái gì, trưa nay em ăn cái gì. Rồi chiều dậy em ơi em đã dậy để đi làm chưa. Ổng gọi thường xuyên vậy, thành ra mình có mất cái cảm giác xa cách với ổng rồi. Xong bẵng 1 năm ổng về thì em nói ủa mình làm được chứ mình không có cái kiểu mà ỷ lại. Tức là mình đã vượt lên chính mình được rồi. Đúng rồi, đã vượt lên chính mình. Mình đã thấy quyền linh rồi. Là tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ vợ chồng em lấy nhau chính thức là tròn 4 năm 2 ngày. Rồi bây giờ trong 4 năm đó có tật xấu gì lòi ra không? Trước khi cưới á, cô ấy nói một câu là anh cứ lo mọi chuyện đi, còn tất cả việc nấu ăn để em. Nhưng mà là nấu ăn ngon lắm đúng không? Dạ, không, lần đầu tiên về làm dâu thì em biết luôn ạ. Là cho một món cá kho mà bố em không ăn nổi. Tại vì là cô ấy ở gần biển chắc nhiều muối. Hai nữa là em mà ví dụ em có nhắn tin với ai một cái bắt đầu giật máy. Anh nhắn tin với ai? Làm em nhiều khi đang nhắn tin bạn thấy xấu hổ. Bạn đâu biết đâu xấu hổ. Còn gì nữa? Có cái nữa là cứ có một lần là em thì em xỉn rượu về, con thì tóc tốt. Hôm đấy em cắt tóc cho con, bình thường thì em cắt tóc cho con thì cũng đẹp lắm. Nhưng hôm đấy nào em lẹm quá đà, con chọc mất đầu. Rồi, cái gì bán hả? Không ạ, nghĩ sao mà ông lấy thân đơn, cạo 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 rạc rạc. Mình chắc ngày thường ông cắt tóc cũng đẹp, thôi chắc nghĩ là chắc ông chuẩn, thôi cứ làm rau đi đã rồi tính sau. Cái lên nhìn thấy con nguyên, có nguyên cái chỏm này nữa thôi là sắp đứt rồi. Là sắp coi như là cái đầu là trắng tóc luôn. Không còn gặp tóc nào. Xong cái em mới điên quá, em giật con đi rồi bảo anh làm trò gì vậy. Xong bảo đưa con đây, con của anh mà. Xong cái bảo em bảo con ai? Tôi không đẻ, ai lấy anh lấy đâu ra con. Thế là xong cái ổng bảo đưa đây anh cắt tiếp, anh cắt đẹp mà. Rồi sau cái lúc đó là em đùng đùng cái em đòi bỏ đi. Em nói trời anh không nghe em thì thôi giờ bỏ trong cái. Nhưng mà được cái lão này không bao giờ lão xưng gọi là xưng tao mày hay là gì hết. Chưa bao giờ xưng cô mà chỉ có xưng em với tôi, là lúc đó lão tức nhất là em với tôi. Rồi giờ tới em đó. Nói chung là chồng em thì cũng không có cái điểm xấu gì, chỉ có điểm xấu duy nhất là ổng giận, ổng hay im lặng. Em khó chịu lắm, em thích cãi nhau là phải có người đối diện nói lại cơ. Lý do gì mà em im lặng vậy? Tại vì em là nghĩ là em mà cãi nhau với phụ nữ thì cũng không hay lắm. Thôi cứ để vợ thắng đi. Em cứ cho nói hoài, nói miết. Em một là đi ngủ, hai em ra ngoài uống xong ly cà phê về hết nói là thôi. Mình là chia sẻ với bạn, mình giống bạn cái điểm. Không bao giờ thay đổi. Bây giờ thì em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là nói thì cũng phải nghĩ xem là nói chồng những cái gì. Tại vì công việc của em nó cũng không giống như những người làm ở ngoài. Tại vì là thời gian của em thì nó cũng gò bó. Nên là em chỉ mong là vợ em hiểu làm sao là biết là cái thời gian của em nó như thế. Chứ không phải là ép em làm cái này cái kia được. Còn thay đổi nữa là có cãi nhau thì thôi đừng bảo viết đơn nữa. Bố mẹ em bảo là đã lấy nhau rồi thì tối kỵ đừng bao giờ nói câu đó. Kiêng kiêng tức là ông bà kiêng. Dạ. Không biết mọi người có cảm giác giống như tôi không, là ở trong cái thời bình như vậy á, tự nhiên mình gặp một cái đôi vợ chồng á mà rất giống như trong những cái câu chuyện mà của thời chiến tranh hoặc là những cái bộ phim á. Họ yêu xa nè, họ chờ đợi, họ gọi là yêu nhau một cách tuyệt đối, có nghĩa là không cần điều kiện gì cả, chỉ biết là mình yêu thôi. Thì đây là một cái tình yêu rất là đẹp. Theo chị thấy như vậy. Ngoài những cái việc mà nó có những cái lợn cợn nhỏ của tất cả những cặp gia đình khác, thì cái tình yêu của tụi em á rất là lý tưởng. Cho nên là nếu mình đã đến được với nhau, mình đã có được nhau rồi thì phải nên giữ. Và hơn ai hết là em nghe chồng em có một cái mong muốn là mong em hiểu cái công việc của ảnh và em thông cảm.
và đừng bao giờ nói chuyện chia tay, bởi vì đó là cái điều mà không bao giờ cái người chồng mà làm cái nghề này họ mong muốn, bởi vì họ phải yên tâm với cái hậu phương vững chắc. Cho nên khi mà anh quyết định lấy em á, là anh chỉ có mong muốn một điều là để xem hậu phương này có vững chắc hay không. Thì chị nghĩ rằng em luôn luôn nên làm cái điều đó cho anh yên tâm, đúng không? Rồi, cảm ơn tụi em rất nhiều nha. Chào quý vị khán giả và chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thành Nam, nay con 30 tuổi. Công việc hiện tại là một nhiếp ảnh gia và chủ ảnh đồ ăn. Và trước đây là một đầu bếp, nhưng mà nghỉ bếp tầm 5 năm nay rồi ạ. Dạ. Tức là con làm đầu bếp nè. Dạ. Rồi xong rồi bây giờ con lại nhiếp ảnh gia mà chuyên chụp về đồ ăn. Dạ. Tức là trước đây là nó tình cờ cái duyên nhá. Tức là con rất thích chụp chẹt, nhưng mà trong cái môi trường đầu bếp thì mình không sáng tạo được quá nhiều. Vì là cái chức vụ nó còn thấp quá. Thế con mới quyết tâm là quyết định là nghỉ công việc đầu bếp, nghỉ đầu bếp để ra mở một cái studio riêng chuyên chụp ảnh đồ ăn cho các nhà hàng. Trời ơi, như vậy nè, vừa có kinh nghiệm đầu bếp, bây giờ lại kiêm thêm nhiếp ảnh thì thôi coi như là bao nhiêu tạp chí về ẩm thực là coi như không thầu hết rồi đó. Thì đó, làm gì làm cũng dính tới đồ ăn hả? Dạ, nhưng mà là con tên gì, bao nhiêu tuổi này chú nghe không rõ. Con là Nguyễn Thành Nam ạ. Nam. Nguyễn Thành Nam, 30 tuổi ạ. 30 tuổi. Dạ. Ôi, tuổi trẻ tài cao. Là Nam từ từ Hà Nội. Dạ vâng ạ, con từ Hà Nội vào đây ạ. À, tức là con vẫn sống ở Hà Nội, dạ, đúng không? À, vì hôm nay con vô đây con tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Tại vì vợ con hâm mộ cô quá, vợ con bảo là vừa mà con mà đăng ký xong thì vợ con bảo ô cứ tùng thì cười thôi, cười gần 2 tháng nay rồi. Cười gần 2 tháng nay rồi. Thế nhưng mà hồi bà đi quay à, phơ đi quay nhưng hộp quá. Thôi đi. Dạ. Nếu mà quay chương trình khác thì suy nghĩ lại, đúng không? Dạ vâng ạ. Chuyện chương trình này là mến mộ của Hồng Vân cho nên là cứ thế mà làm, cứ thế mà vào. Cảm ơn hai bạn đã từ Hà Nội mà bay vào đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son rất là quý. Và bây giờ mời con giới thiệu cho mình. Con chào cô Hồng Vân, còn chú Quốc Thuận và chào toàn bộ các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Thị Thanh Thảo và năm nay là con 24 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của con thì con đang làm mẫu live stream tự do và con cũng sống và làm việc tại Hà Nội luôn ạ. Con làm mẫu live stream. Mẫu quần áo ấy ạ. Dạ, vâng. Quần áo mời vợ con đến live stream bán hàng. Chắc chắn là có liên quan. Ủa, tức là cái đồ hình như nếu vậy thì là chắc cô đã coi con ở trên mạng rồi. TikTok thì nhiều lắm, TikTok thì nhiều. Nhiều đúng không? Dạ. Nhiều lắm. Tại vì hồi nãy cái đó nhìn quen thì xong rồi mới nói là giống Khali. Đó, nhưng mà bây giờ cô nhớ ra rồi là cô đã thấy con rồi. Dạ vâng. Có ngày nào mà live stream coi như là 10 tiếng đồng hồ không? Có những ngày mà kiểu con làm việc là từ tầm độ 9 giờ sáng và đến tầm 5 6 giờ chiều luôn đấy ạ. Thì đó, gần 10 tiếng rồi. Có hôm là con làm hôm nào mà được sale ấy, sale ngày sale ấy là xin phép chồng đến là làm đến 1 2 giờ sáng là luôn. Là nói ra rã luôn đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Hàng sale á, hôm nào mà mà live stream mà bán quần áo là em nói chị nói kinh khủng lắm chị ơi. MC mình là không thể nào mà so được với các cô đấy. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thôi bây giờ chắc đoán đi. Dạ. Có lẽ liên quan đến cái việc gọi là cũng là mẫu ảnh nè, đi chụp hình nè, live stream cho một cái món ăn chẳng hạn, một cái nhà hàng. Và ông này là đến chụp hình và thế là gặp cô này xinh quá rồi cưa cô ấy, đúng không? Một phần thôi ạ. Tại vì một phần là mừng rồi đó con. Con không cần phải tế nhị. Dạ. Con cứ nói sổ tẹt ra chú ơi, sai rồi. Dạ. Đúng không rồi, sai gì cả. Sai ạ. Sai đấy. Sai. Chú. Bây giờ chị nói em nghe, em chỉ nên là ông mụ mà thôi. Chứ em đừng có đòi làm ông thầy nữa. Trời ơi chú Thuận, riêng chú Thuận nha. Dạ. Chúc ai là người đó có bầu. Thiệt luôn. Nhưng mà đoán ra cái gì là sai cho đó. Biết bao nhiêu các cặp vợ chồng son mà lên đây á, mà giống như là họ bị hiếm muộn luôn đó. Dạ vâng. Mà chú Thuận chúc là coi như là về là có bầu lá lùng vậy đó. Mới đi công du một chuyến đó. Bỏ cô 4 số á. Không, vừa có thấy thôi. Đúng không? Bỏ cô 4 số là đi công du đó con. Đi đến tận nơi, nhà người ta chúc luôn, ta hiếm muộn quá. Vâng. Tới tận nơi luôn. Cái phần này nó giữ nguyên là thiệt. Thiệt. Thì thiệt mà. Rồi. Dạ. Ok. Rồi xong chút nữa ai đứa cần thì chú chúc nha. Dạ, dạ vâng. Rồi. Bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà khiến cho hai đứa gặp nhau, rồi mến nhau. Dạ. Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Đó. Về vợ con, để biết về vợ con ấy, thì con ở trên Facebook ấy, thì ngày xưa con làm công việc đầu bếp với công việc chụp ảnh đồ ăn ấy, thì là cái mà con đăng lên rất là nhiều. Và trên story của con là đăng cũng khá nhiều. Thì để ý là cô này suốt ngày xem. Mà cô ấy xem mà mình rõ ràng mình có like các bài viết cô ấy rồi mà cô ấy không comment lại. Mà cô ấy cũng có bơ luôn. Con hỏi lạ thật. Mà trong gian đấy thì con có một số mối quan hệ khác. Thì con cũng tiến tới, thì cũng là con đang đang kiểu tìm hiểu. Thì con bảo, ô hay nhỉ. Thì vào trong Facebook, tìm hiểu. Cô biết là con có thể like các bài viết khoảng tầm 4 lần. Cứ like đi, bỏ like, cứ like đi, bỏ like. Vợ con không bảo gì luôn. Vợ con mặc kệ, con không quan tâm gì. Không gì. Thèm để ý tới con luôn hết. Không thèm để ý tại luôn. Tại vì cô để ý người khác chứ. Thì con vào thì là đấy là vợ con này là sinh viên báo chí. Thì lúc đấy là đi thực tập, thì mặc một cái bộ quần áo rất là xinh. Xong rồi gương mặt rất là dịu dàng, hiện động. Ôi, con bảo xinh quá,
Ngọc nữ đó, vâng. Vợ con là thuộc tuyếp là người ta gọi là ngọc nữ. Vâng, và con đặc biệt con rất thích kiểu nhẹ nhàng ấy. Thế lúc đấy là xem con có comment vào nhưng mà vợ con cũng kệ luôn. Thế con bảo, ủa lạ, từ trước giờ mình chưa bao giờ bị comment ai mà không ai comment lại. Thế bắt đầu con mới kệ. Thế để khoảng tầm 1-2 tháng sau thì tình cờ là một hôm trời mưa, thế là vợ con đăng lên story là Hồng bị vào hỏng xe. Thì con đúng là con vào cái story con comment là em ơi thương nhỉ. Thế tự nhiên vợ con nhắn tin lại luôn. Thế là con bảo, ôi chết rồi, quả này dính bẫy rồi. Thế là con cứ nói chuyện bắt chuyện. Mà cô ấy trả lời là sao? Con có trả lời là vâng anh ạ, thế thôi. Vâng anh ạ. Vậy mà con có thể suy đoán là không, cô ấy dính rồi. Nhưng mà không, vì là con còn thế là khi mà comment lại con có một cái gì là kiểu là thằng giáo cách cảm á, là con cảm tương lai đấy, là thả rồi đó, như là thả là dính rồi đó, đúng không? Tại vì là con lấy 2 tháng trời từ tháng 5 đến tháng 8. Đấy, từ tháng 5 tháng 5 tháng 8 không trả lời gì hết. Không trả lời gì luôn. Mà con từ đấy cho con comment ai cũng tạo trả lời à? Đâu bây giờ hỏi vợ con nè, lý do tại sao cái hôm đó con lại trả lời cái comment của anh này? Vâng, cũng đó cũng là kiểu như là không biết là tự nhiên là cái cảm xúc của mình đang hỏng xe, đang rất là dắt xe trời mưa. Cần sự chia sẻ. Đúng rồi ạ. Đấy, thế là tự dưng thấy là anh này Z story bảo là ui em hỏng xe thương thế. Mình cũng cảm giác là chắc là cũng theo dõi và cũng có cái sự đồng cảm với mình, thế là con cũng trả lời. Xong thì cũng là từ đấy hôm đấy xong là cũng bắt chuyện. Vâng, thế là cũng trò chuyện với nhau và cái gọi là cái cảm xúc đầu tiên mà khi con gặp anh này, từ khi mà bọn con nói chuyện với nhau thì khoảng tầm 2 tháng sau bọn con mới gặp mặt. Nhưng mà cái là cô này là đầu tiên là con nói chuyện được khoảng tầm 3 ngày thì thấy là hơi khó gặp, tức là hẹn nào không gặp. Con sang nhà bạn thân con giới thiệu bạn thân con luôn. Con giới thiệu bạn thân. Cho bạn thân bảo đâu xem nào. Đấy. Tán nói chuyện. Tức là con dám giới thiệu bạn thân con là đây là người yêu tớ không, đấy, đúng không? Không, đây là có cô bé xinh lắm. Anh nói chuyện là không được, chúng nói chuyện đi. Tức là giới thiệu cho bạn mình gặp. Ý là bán cái đó, tức là bán cái cho bạn thân luôn. Vâng, đó. Sao cũng ghen vậy? Tại vì lúc đấy là nói chuyện cô ấy khó mà xong cô ấy. Sao bảo, ôi mệt thế rồi. Thế con chuyển cho bạn thân con. Thế là ông ấy bảo, để anh xem nhà để anh nói chuyện. Thế chuyện được tầm 3 hôm hỏi, thế có tiền tới gì không? Có được không? Ui chán lắm. Chảnh lắm. Thế là bắt đầu là con lại quay lại, còn lại nói chuyện tiếp. Thế là con kể hết là nhà em ở đâu, nhà em có gần nhà anh không. Rồi, tại vì vợ nhà con, cách nhà con có chục cây rồi. Thì ở chỗ huyện vợ con thì con quá là thân thuộc vì rất quen rất nhiều người. Thì con điều tra cô này, con nhà ai này, rồi là nhà anh mấy chị em này, rồi là thích gì học đâu này, đang trọ ở đâu này, con tìm hiểu hết. Thế con bảo quyết tâm là phải giao phải hại của cô này, thế tới hại cũng luôn. Mà vợ con là con trưởng hay là con út? Con út ạ. Con út thế nhà con có nhà con là có 3 anh chị em ạ, và con là con út ạ, cho nên là kiểu bố mẹ cũng khá là chiều ấy ạ. Dạ vâng. Thì cái cảm xúc đầu tiên khi gặp anh này thì cậu ở trên mạng xã hội thì hình ảnh rất là chỉnh chu, giày tóc rồi quần áo vuốt các thứ, nhưng mà khi mà cái hôm mà con quyết định gặp ở ngoài, chân thì đi dép tổ ong, mà quần đùi áo cộc, và bảo là ôi trời ơi, nó khác, kiểu khác ở trên mạng quá. Mà kiểu mình cũng là hơi bất ngờ, nhưng mà sau khi mà kiểu mình nói chuyện ở bên ngoài, mình cảm giác là người này nó cũng kiểu như là thật thà, dễ kiểu nói chuyện ấy, chứ không phải là xa cách gì cả. Chú thắc mắc nha, dạ. Tại sao hẹn hò tới 3 tháng mới gặp nhau, đúng không? Dạ. Mà sao con lại không chuẩn bị cho mình một cái avatar, hiểu không? Tức là ngày đấy là con có mở một cái bếp online. Thì mà một chỗ anh em thì là tán cô này là ngày nào con nấu ăn. Thì con bảo là con gặp thì con không ship, mà con úp ship gửi sang. Có hôm con nấu mì Ý này, hôm con nấu cơm gà này, hôm con nấu nhiều món lắm. Thì cô này cứ đang làm chỗ nào là con tìm bằng được con ship đến. Ship đến thì tình cờ đấy thì hôm đấy là bán hàng nó rất là sôi nổi, thì bắt đầu là con đi hẹn gặp. Ôi sao ạ, gấp thế. Thì gặp thì ôi con không chuẩn bị luôn. Con bảo thôi, bây giờ đến mà em ấy nhìn vào mình như này mà em ấy thích thì được đấy. Thì con coi như một cái thử thách luôn, thì con đi lên luôn. Thì vợ con cứ nhìn con nhìn này, cứ nhìn con, vợ con cứ nhìn. Con bảo em sao đấy. Thế là ngồi hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Bắt đầu từ đấy bắt đầu nói chuyện với nhau là nhìn mắc cười không con? Vâng ạ. Nhưng mà hôm vợ con thì làm ăn mặc như thế nào? Vợ con mặc xinh lắm ạ. Cứ đúng như là trong avatar của con. Vâng, vợ con ngoài đời, trong avatar ngoài đời nhau thì luôn. Dạ. Nhưng mà chắc lẽ là con bị ảnh thu hút bởi vì cái sự chân chất đúng của ảnh. Đúng rồi, đúng không? Rồi đấy ạ. Chứ chưa chắc gì mà mặc một cái bộ khơm lê là gặp rồi. Con mà con lại có được cái cảm tình có cái rung động như thế ạ. Tại vì kiểu như là mình cũng thấy là bảo là đây anh này là dám kiểu như là thể hiện cái bản thân đúng như của mình như thế. Và để kiểu thì mình cũng thấy là một người cũng khá là đáng tin ấy ạ. Ngày hôm đó có cái gì nó ấn tượng không? Ngoài cái gọi là cái giao diện quá là ấn tượng như thế rồi thì cái cách nói chuyện ở bên ngoài nó cũng khá là kiểu như là
chồng con và với con thì là cách nhau tầm 5 tuổi. Thì kiểu nhiều khi mà trước thì con cũng còn nói chuyện với những cái người mà nhiều tuổi hơn của mình thì nó hơi bị gọi là cứng nhắc và hơi bị gọi là lớn tuổi cơ. Vì cái lại cái suy nghĩ ấy, thì anh này thì nói chuyện rất là kiểu hợp gu ấy ạ. Thì cho nên gần á. Dạ vâng, đúng rồi. Thế rồi sau đó, sau lần đó là hai đứa chính thức yêu nhau. Thôi chưa, mới chưa. Hẹn hò. Ôi giời, coi như là hẹn hò đúng không? Hẹn hò gian nan đúng không? Thế đối với anh này á, thì con thấy có cái điểm lạ nào á mà khác với những cái người khác khi mà hẹn hò không? Rất là nhiều. Ngày tiếp theo là cái ngày hẹn hò. Dạ vâng. Ngày đó nó có gì lạ giống như cái ngày đầu mà gặp? Vừa gọi là về cái giao diện các thứ thì là nó vẫn như thế ạ. Vẫn vậy luôn. Dạ. Tại ngày nào nó cũng bán hàng online, nấu bếp online. Công việc. Với lại đó anh suy nghĩ nha, tại vì do cái lần đầu em gặp cổ mà thấy cổ ưng, dạ. Cổ ưng cái giao diện này, tại vì cho nên lần sau mình tiếp tục. Với cái sống của con ở nhà thì nó rất đơn giản, sống đơn giản lắm ạ. Tức là ra ngoài cà phê cà pháo thì con cũng ăn được bình thường thôi. Không quá là chăm chút quá, vì đôi khi chăm chút quá nó là mình không phải thoải mái. Đó thì hôm đấy thì cô ấy nghĩ là ô cô thoải mái rồi thì con cũng ok thế. Rồi cái lần hai sao nào? Vâng, thế là cái gọi là hôm mà sau cái khoảng gặp đầu tiên thì cũng về nói chuyện rồi các thứ rồi thì hẹn hò đến ngày chính thức đầu tiên, đi hẹn hò, đi ăn uống ở nhà hàng các thứ rồi xong thì đang đi trên đường cô ạ, thế là em ơi anh đau bụng quá cho anh đi vệ sinh một cái, thế là cứ thế là tấp vào chỗ cửa hàng tiện lợi là đi vệ sinh, và từ đấy lúc nào mà đi ăn uống hay đi hẹn hò thì con cũng đi tìm nhà vệ sinh. Vậy hả? Cái điều nó quá là đặc biệt con. Cái đó là con có cảm thấy khó chịu không, hay là con cảm thấy là nó lạ lùng đặc biệt? Lúc đầu con nghiện. Đúng rồi, lúc đầu bảo là ông quái, ông này lạ lùng, chưa gặp ai như thế ạ. Đi hẹn hò với con gái người ta mà cứ đi tìm nhà vệ sinh thôi. Mình cũng hơi có một cái lấn cấn trong lòng gì đấy. Nhưng mà sau đấy thì gọi là tiếp xúc nhiều và cũng kiểu chia sẻ là ồ bụng anh thật sự là cũng hơi kén. Tại vì anh đi chụp ảnh đồ ăn các thứ ăn uống nó cũng nhiều và kiểu nó cũng không được điều độ, cho nên là cũng có một chút gọi là đúng, vấn đề về đường bụng ấy, ruột ấy. Thế cho nên là em thông cảm giúp em. Đấy ạ. Thế như vậy là người đàn ông á chị, khi mà ta gặp đối phương á thì tim đập mạnh. Còn riêng bạn này gặp người đẹp là coi như là cái đại tràng. Đại tràng đập mạnh đó chị. Đúng không? Vì trước đấy con cũng liều đấy ạ. Tại vì trước đấy con hẹn hò mấy lần trước thì với các cô người khác thì con chưa bao giờ làm đi vệ sinh luôn. Thì mới bảo thế là hôm đấy bắt đầu bắt buộc cũng đấy phải làm điều đấy rồi. Thì con cũng nghĩ bây giờ nhiều lần con nghĩ là ô thôi lạ thế mà anh liều vậy, thế là thôi từ đấy là và con cứ biết thừa là con là cũng dạo nhiều, nên là cứ ăn uống cái gì mà khác một cái hoặc là như nào đây là con sẽ hơi đau bụng. Dạ. Mà chỉ riêng với vợ con là con mới có cái biểu đúng ạ. Chỉ đi vợ con là có cái biểu hiện thôi, còn như bình thường như đi công tác hay đi anh em bạn bè thì sốt xuất ít lắm. Không, nhiều khi có thể là do hồi hộp nó dẫn đến cái đường ruột của mình nó bị hoặc là bạn này là chắc là khi mà gặp thì hai đứa đều là đi ăn á, đi ăn rồi đi uống cà phê này kia nọ. Hai bộ con rất là nhạy, đồ ăn ở chỗ nào mà kiểu hơi không được sạch cho lắm là con đau bụng luôn. Nhưng mà sau đó là mình quen quá rồi mình thấy nó đáng yêu đúng không? Đúng rồi ạ. Ngày nào mà ông chở mình mà ông không dừng lại là thấy là có điều lạ đấy ạ. Như là ăn xong rồi đi qua cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị cho nó sạch là anh ơi thì có ấy không thì đúng em rồi. Chờ con bảo là đấy xung quanh gọi là cả cái đất Hà Nội là chỗ nào cũng có cái dấu của anh rồi đấy. Thật thế ạ? À? Quay hết được cái phố phường nơi nào đều có nơi nào anh cũng đều có thả bơm đúng rồi. Đánh dấu tức là đánh dấu hả? À, rồi có nghĩa là bao lâu thì mới chính thức là quen nhau? Hai tháng 15 ngày ạ. Ra vợ con mất cho con lúc vợ con tỏ tình là vợ con cho con mất khoảng tầm 7 ngày để suy nghĩ. Thế mà con đầu tiên trong đời con gặp một người phụ nữ cho con 7 ngày suy nghĩ luôn. Vì cho con nói chuyện là em có yêu không? Yêu là yêu luôn. Đây thì thôi thì anh cho em phải suy nghĩ đó. Cứ suy nghĩ 7 xong ngày. Xong con đến ngày thứ 6 thứ 7 con hồi hộp con bảo em suy nghĩ chưa? Bảo em vẫn đang suy nghĩ anh ạ. Thế là ngày thứ 7 thì trả lời. Thì thứ 7 thì bắt đầu là đi ăn, hai đứa rồi đi ăn. Đi ăn xong rồi đi xem phim. Xem phim thì vợ con bảo là thôi em mời anh xem phim. Thì con cũng đi lên thì hôm nay trời mưa, Hà Nội mưa thì cũng là mình có cái để mình thể hiện luôn. À, trời mưa thì con đi thì con che mưa cho vợ con. Xong đi lên cầu thang thì cũng kiểu rất là kiểu tinh tế cá lăng ấy. Cầm tay xong dắt đi xong rồi. Nhưng vợ con bảo cho cầm tay thì ok rồi đấy. Thì bắt đầu lên phòng xem phim thì vào phòng xong thì con được khoảng tầm 15 phút thì con bắt đầu con cầm tay luôn. Con bảo phải chết rồi. Thế là cái trong đầu mình cứ cố gắng thôi. Dính rồi. Nhưng mà xong vợ con rất là kiểu cho người khác chờ đợi ạ. Xem xong ra xuống quán cà phê ngồi. Cho con chờ tầm 4 tiếng nữa. Ngồi, vợ con ngồi này, cứ này. Xong con cứ em ý em sao? Xem vợ con cứ ngồi này. Xong rồi con bảo xong là vợ con lại nhớ trời mưa. Con bảo sao nhỉ? Mà không nói cái gì cả. Không nói gì ạ. Mà chỉ có cái câu là sao em? Vâng.
sao con gọi là con nói mà tình cảm thiết tha gần 4 tiếng nói là xa xả. Có một mình con nói vâng, như một thằng điên. Vâng đúng rồi. Mà xung quanh người ta cứ nhìn con bảo sao mày nói nhiều thế. mà không có sự đáp lại á. Vâng, và con bảo anh chờ em suy nghĩ. Xong cứ suy nghĩ xong lại nhớ trời mưa xong cầm này, cầm tay, đuôi tống tay này. Con cảm giác con kiểu vừa lo vậy. Vỡ tim mấy con nhỉ. Cuối cùng sao? Chú cũng đang ngồi hợp. Cuối cùng thì bắt đầu là đúng con nhớ là lúc là 6 giờ. Bắt đầu 6 giờ tối bắt đầu con mà. Vâng, đúng giờ đó. Em đồng ý. Thế con bảo thế con bà con đưa điện thoại đây. Anh làm gì đấy? Cho anh mượn điện thoại. Con lên Facebook của vợ con là chế để chế độ hẹn hò luôn. Chốt luôn. Thế là tường bên nào đấy con phải hơn 1000 người vào comment luôn. Thôi xong. Nghe còn cái chuyện cũng hồi. Không nhưng con cũng hồi hộp đấy ạ. Tại vì chú nghĩ là không cho em thêm 7 ngày nữa đi. Trời ơi. Cưng quá vậy ta, con sao mà con phải nghĩ ngợi lâu thế. Đúng con rồi. Con thì so với chồng con hay là cũng mặc dù là cái công việc của con thì giao tiếp cũng khá là nhiều nhưng mà con thì cũng tự cảm thấy là mình cũng sống hơi nội tâm một chút xíu như là nghiêm túc. Vâng đúng rồi, với cả trước mối những cái mối quan hệ thì con thường suy nghĩ rất là nghiêm túc. Và mình cũng không muốn gọi là có quá nhiều cái sự chú ý, mình không quá muốn quá phô trương các thứ ấy. Thì mình cũng khi mà anh này cũng ngỏ lời như thế mình về mình cũng suy nghĩ rất là lâu về hỏi kiến cả anh chị anh rể và chị gái nữa có nên là kiểu có nên tiến tới với mối quan hệ này không hay là kiểu mình chỉ gọi là mình bông đùa các thứ thôi. Thì sau khi thời gian suy nghĩ lâu như thế các thứ thì con cũng xác định cũng bảo là quyết định yêu anh này tại vì nói chung là mình cũng thích rồi đúng rồi cũng hơi thích rồi ạ. Đấy thích thì sao cho nắm tay rồi đúng, đúng không mà gần 2 tháng trời con nấu cho ăn mà cô ngày nào thế cứ đi ăn đi buổi trưa là con nấu đồ ăn con ship đến trời mưa thì con cũng bảo thôi anh phải đi anh ship đồ ăn tới khát nước thì con cũng làm nước chanh nước hoa quả được ép cho mang tới chú đáo. Nhưng mà bạn này nấu đồ ăn ngon không? Dạ vâng có ạ. Ngon à? Đúng rồi ạ. Cho nên là ở nhà là hầu như là toàn chầu con nấu cơm thôi. Bây giờ là vẫn vậy luôn thế mà không mở nhà hàng phí nhờ. Ôi thế rồi trong quá trình hai đứa yêu nhau thì là có chuyện gì vui không? Nhiều chuyện vui lắm ạ. Cô này rất là hợp tính con. Và được cái là cô vợ con là khi mà hai đứa lên đến nhau ấy trước khi yêu nhau ấy thì nó cái cách giao tiếp cái cách nói chuyện với cách cuộc sống hàng ngày nó cứ có niềm vui thôi ít khi mà cãi nhau ít khi cãi vã ít khi kiểu căng thẳng lắm mà nhất là những cái chỗ lúc mà con thổ lộ tình cảm hay là những lúc mà con thể hiện tình cảm những ngày đặc biệt ấy thì cô ấy rất là cảm thấy con hai người rất là cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy là vui khi mà có cái ngày như vậy. Như vậy là không có những cái chuyện cãi vã hay là có những cái chuyện xung đột và dẫn đến chia tay đúng không? Chỉ có 2 lần suýt. 2 lần trong mấy năm? Trong vòng 2 năm. Ghi lại là có những cương 5 là 1 lần đó. Đó là chuyện suýt là cái gì con? Là kiểu như là chỉ gọi là cãi vã đến lúc kiểu căng thẳng xong là hai người sẽ dừng lại và không ai kiểu để nói ra cái lời chia tay cả. Nói chung là trong quá trình yêu nhau là chưa bao giờ nói là chia tay nhau cả. Nhưng mà dừng lại là kiểu như im lặng. Im lặng và cho em để kiểu em đang chưa bình tĩnh cho em thời gian để em suy nghĩ xong mình nói chuyện tiếp. Nhưng mà cái lần im lặng đó là kéo dài bao nhiêu ngày? Con chưa kịp gọi là kéo dài đến ngày thứ mấy thì là anh này bảo anh đang ở dưới kể cả cũng lấy làm con nhớ là tầm độ 1 giờ đêm và anh đang ở dưới cửa thì nếu mà như em chưa ngủ thì em có thể xuống dưới nhà thì là huề là đấy là hai ôi chị ơi như vậy là chưa tới 24 tiếng đó chị. Lớn lắm luôn em ạ. Mà 1 năm giận đến 2 lần một lần mà mỗi một lần dưới 24 tiếng. Nhưng mà đúng là do hai đứa chưa hiểu nhau thôi ạ. Thì lần đầu tiên là do vợ con là tình cờ có xem con nói chuyện comment một số cái người mà vợ con thích là cái chuyện cũ của con. Thế là con bảo anh ngày kia thì con mới nói với vợ con là em bình tĩnh để giải thích cái chuyện này là cái chuyện mà nó là quá khứ thôi. Và anh comment không chỉ là bạn bè bình thường chứ anh không có ý kiểu gì cả. Và những cái anh thể hiện với em thì em thừa hiểu là anh yêu em và anh thương em như nào. Nếu mà anh không yêu em thương em thì anh không làm như vậy. Và có thể bây giờ em đang ở trên giúp anh có gì được anh không quan trọng. Nhưng quan trọng em phải nếu xác định em yêu anh thì em phải tin anh. Thế hai đứa nó trợ nhau. Vợ con nhớ hôm đấy là con nhớ là vợ con viết cho con một cái bài văn. Con nghĩ là in ra phải tầm 2-3 trang giấy. Em không nghĩ rằng là anh như này, anh như kia. Vợ con nói kinh lắm. Thế con nhà con thì ở cách nhà vợ con là 22 cây. Con phi xe từ đấy ra luôn buổi tối. Bằng được xuống. Để cô ấy xuống để mình giải thích mấy câu chuyện. Thế xong con chốt lại có yêu anh không? Có. Thương anh không? Có. Thế thôi, huề á. Thế cái comment đó nó xảy ra lúc nào cái quá khứ đấy con nó xảy ra cái lúc mà trong 2 tháng rời đưa cơm cho con từng bữa nó từ hay là từ trước đó nữa từ trước đó rất lâu là lắm lâu rồi. Trước đó lâu rồi vâng. Thế mà con ghen được cái vâng, con lạ thật tại vì con cũng nghĩ là con gái hầu như là ai cũng có cái gọi là cái quan tâm về cái quá khứ của nửa người kia của mình ạ thì trong lần con cũng lướt các thứ thôi thì mình thấy thế là mình
cũng gọi là người nó cũng phải gọi là nhảy dựng lên, rồ rại lên đấy. Con té trong một bài dài, không, con học báo chí nên con viết một bài phải kéo vút mãi không hết mấy lần màn hình nó mới hết cái chỗ đấy luôn ạ. Nhưng mà con cố tật, con cố tật là như này, khi mà biết đối phương có một vấn đề gì đấy không bao giờ nói, cứ im lặng thôi, đợi thời cơ cái vụ nào mà nó cảm thấy nó đủ lớn rồi thì con mới xả ra. Và con nói anh sai, anh có lừa dối em cái gì không, anh có dối em cái gì không? Con nghĩ là trong thời gian qua con chẳng giấu giếm gì cả, điện thoại mọi thứ không đâu giếm gì mà bảo ôi sao nhỉ. Bảo không, anh chắc chưa, anh chắc rồi, anh chắc thật chưa, chắc rồi. Con nó tẹt ra, con nói ôi trời ơi, con bảo lắm từ hồi vùm dựng nước bây giờ bà lôi ra. Bảo bà lôi ra, bà ấy nói, bà ấy nói thì thôi con cứ mà nói xong là cứ khóc gọi khóc, là vợ con khóc bình thường không biết một phụ nữ khác nào nhau, vợ con khóc đó là từ hôm nay sang hôm sau luôn, tức là ví dụ 6 giờ tối đấy thì khóc cứ từ di rằng đến sáng tất cả. Cứ như mưa dầm, cứ mưa dầm. Xong rồi xong sau mắt sưng vù lên luôn. Mà chỉ là một cái chuyện vớ va vớ vẩn xa từ sở vù dựng nước. Ở nhà cũng vậy, ở nhà ví dụ chỗ bé này sao anh nói nhiều, thôi cứ thế ức chế lên, anh không thương em mà khóc đến lần sau luôn. Thế con lại phải vào bếp nấu ăn xong lại đấy, xin lỗi để cô ấy bình tĩnh lại xong rồi nói chuyện, xong rồi cô ấy lại xin lỗi người vợ con. Cái đấy là lần một hả con? Dạ vâng. Tức là năm năm đầu đấy. Dạ vâng. Thế còn năm hai? Năm hai thì năm hai từ thời là khai thiên lập địa mà. Đấy. Nói chung những cái chuyện mà cãi nhau thì nó không có cái vấn đề nào nó gọi là quá to tát cả ấy ạ. Vâng, cái lần thứ hai thì con chỉ thấy là thấy thả tim ảnh người này người kia các thứ ấy ạ. Thì mình cũng đúng đã bảo là bạn đã bảo là không thích rồi các thứ rồi mà lại còn vẫn làm như thế, thế vẫn thả tim thế là ghét. Vâng, thế là ghét luôn. Thế xong là lại cho một chàng nữa ra. Nhưng mà cô lại nghĩ là chồng phải ghen với con đấy chứ, chứ con có ghen không? Nhiều khi là con cũng ghen, tại vì nhưng mà một cái là sau khi yêu cô này thì và lấy xong rồi gia đình vợ con thì vợ con được cái là những người đàn ông khác không bao giờ nói chuyện. Nếu như mà sao con biết, con có bao giờ con thử lòng vợ con chưa? Có thử lòng rồi. Có thử không? Thử bằng cách nào? Thử làm lần là con làm một cái tài khoản định một đi khác, thế là con mới yêu nhau một thời gian lâu rồi, thế mà con mới nhắn tin làm quen bằng cái nick ảo đấy. Con nick ảo là con nhắn tin là lần 2 tháng trời và con không rep. Con là người thật việc thật, đây là 2 tháng nó còn không rep nữa thì không thôi là tài khoản ảo. Thế là con có lòng tin rồi, thế là ok xong rồi. Thế đấy là con lại con khi con thử xong con xong rồi thì con lại không ao với trên điện thoại con ra. Thế là vợ con mới anh ấy cho mượn điện thoại một ngày nọ một ngày nọ mượn điện thoại xong con mới cũng không nghĩ đâu, con nghĩ là người tầm đấy là yêu bỏ đi quá qua tất mọi thứ, con trai đi thì con đưa cho, thế đang nhầm nick vợ con vào, xong rồi vợ con lại lấy cái tài khoản của vợ con kiểm bảo kiểm duyệt xem đấy, thì bắt đầu là thôi xong luôn. Gọi con thề hôm đấy là nó như là một cái cơn đấy à, chia tay cùng nhau cùng phong vậy ạ. Đấy, cùng phòng đúng không? Đấy, con không biết là cái thần giác cảm thấy mình bị xúc phạm. Đúng rồi, em bảo kiểu như lại kiểu tại sao mà yêu nhau như thế mà lại không tin tưởng nhau. Không tin nhau còn vậy. Đúng rồi. Mà chẳng đâu có khóc đâu. Ôi, khóc lên bờ xuống ruộng đúng không ạ? Là từ hôm nay qua ngày hôm sau đấy. Các bạn là lúc mà con bảo con đi đây đi đó ấy thì bọn con không đi. Thế bạn bè nó bảo là mày phải thử nó đi, nó xinh như thế, nó kiểu gì có nhiều người theo. Và đặc biệt là cái cách tính cách của nó như vậy là dễ đấy. Mày bị cắm sừng lắm. Tại vì trước đấy con cũng mấy cái sừng rồi. Nên con mới bảo thôi làm liều. Ai làm liều thì suýt liều thật. Eo ơi thấy. Mà đêm đó chắc buổi tối cũng phi xuống nữa đúng không? Vâng, phi xuống ạ. Cũng là cái bài cũ. Vẫn bài cũ. Phi cũng xuống. Em không xuống anh không về. Bà em thấy trong lại trời mưa. Con hôm nay là con không bóng xe hơi mà con bóng xe máy luôn. Thế mà cứ phi tới bắt phải xuống luôn. Thế là xin lỗi xong rồi khóc. Thế là lại khóc xong rồi xin lỗi thưa ta xong rồi. Mà trước lần đấy là bà con thì uống trà sữa nữa. Con mua trà sữa về để ở tủ. Sau đó là con chờ nó 1 giờ sáng con bích trà sữa sang. Đấy, anh đấy thức đêm dậy anh thức khuya dậy sớm anh đi mua trà sữa cho em này. Đấy thức khuya dậy sớm. Trời ơi. Em ơi kinh nhỉ. Bây giờ con mới thấy dễ sợ ông. Đúng rồi. Đấy có thủ pháp hết đấy con ạ. Thử vợ. Có thử vợ lần kiểu gì nữa không? Mày thử tình cảm ra còn thử. Có thử là khó khăn không? Có. Nhân hậu chứ. Thử xem cô ấy có nhân hậu không? Xem cô ấy có nhân hậu không? Cái chuyện này chắc mà con biết đâu, và con chưa biết đâu ạ. Thế à? Vâng, con chưa biết. Hôm nay nói luôn đi. Tức là trước đây con đi yêu các người tình khác ấy, thì con luôn luôn là cố gắng làm sao vun vén được, nhưng mà ngược lại thì mình lại nhận cái nó không tốt. Thì và khi đến cô này thì con thấy rằng là cô đã gặp rất là nhiều và muốn tiến tới và sâu hơn, thì để tìm hiểu sâu hơn thì mình phải hiểu cô ấy đã yêu mình như thế nào, và nếu xác định khi một ngày khó khăn thì cô có đồng lòng với mình không. Thì một ngày hôm đấy là rõ ràng là 2 hôm trước và con biết là con có khách là chuyển khoản cho con một số tiền rất là lớn. Nhưng mà con lại lý do là con chuyển hết rồi, trả hết công mọi người anh em mọi người hết rồi. Và bây giờ hết rồi sạch tiền. Thì lúc đấy vợ con đang đi làm thì con mới nhắn tin là em làm gì đấy, em ăn tối chưa? Thì con bảo em ăn rồi.
thì anh ăn chưa? Thì con lan man tầm tiếng hồ. Thì con bảo anh chưa, anh bây giờ đang suy nghĩ nhiều thứ, anh không ăn, anh không muốn ăn. Thế bọn con mãi sau bọn hỏi thì tại sao anh ăn? Thật sự anh không muốn nói như này nhưng mà trong người anh không còn tiền nữa. Đó thì khoảng tầm 5 phút sau cô nhắn lại là anh cho em mượn số tài khoản. Thế để làm gì em? Để sắp tới em chuyển lương thì em nhờ anh cất hộ. Thì con cũng cứ thử thôi. Một lúc sau khoảng tầm chưa đầy một phút sau thì tinh cô ấy tinh cho con 500.000. Thật sự đây con cảm động, con khóc luôn. Thế á? Thì cô nhắn cái tin là con mới giữ là anh à, em không có ít nhưng không cũng có nhiều, nhưng mà đối với em thì khi yêu nhau thì em muốn chia sẻ với anh. Thì em cảm động, em gửi cho anh ít, anh ăn tối đi. Để ăn anh ăn xong rồi anh về nhà sớm nghỉ ngơi, còn công việc cứ để sau. Thế là từ đấy là con xác định luôn là không bao giờ sẽ bỏ vợ đi rồi. Thôi luôn. Thôi con vợ xứ rồi. Em ơi, tiết lộ là cảm động khóc luôn đúng không? Vâng, lúc đấy con đang ngồi ở chỗ này, con ngồi chỗ Yên Phụ ăn ăn phở. Con vừa ngồi con vừa cười như một thằng điên luôn. Bao nhiêu người xung quanh rồi, bây giờ quán đấy con vẫn ăn. Hạnh phúc quá đúng không? Vâng, tại vì mà cô nghe cô còn xúc động á. Dạ. Tại vì là đối với con thì những cái con là người sống theo cảm xúc nên là và tình cảm rất gia đình rất là nhiều. Khi mà được mọi người chia sẻ thì như vậy thì con cảm thấy là cảm thấy hạnh phúc rồi. Vì từ xưa là chưa có ai cho con 500.000 hay là một cái, tức là người phụ nữ ấy, chia sẻ mình như vậy được. Thì đúng cô này chia sẻ thì con cảm thấy xúc động luôn. Thế mẹ có cho không? Mẹ cho thì mẹ cho, nhưng mà tình cảm lại do kiểu gia đình mẹ con không có tình cảm. Thì phải nói là con chưa được một đứa người yêu nào cho con 500. Đúng chứ là chưa vào người phụ nữ nào nhở. Người con gái nào. Mẹ, mẹ xem xong mẹ lại buồn nhở. Thế thì được cảm động quá đấy. Cảm động lúc đấy, giây phút đấy á. Thôi, là cầm tay cái đi. Bây giờ mới biết đúng không? Dạ vâng. Dạ, đấy con rồi. Thấy anh nhắn một cái tin thì mình cũng suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Thì mình cũng nghĩ là kiểu như là trong cái giai đoạn ai cũng có cái sự khó khăn của riêng mình. Thì anh ấy cũng san sẻ với mình rất là nhiều. Thì mình cũng lúc đấy là con cũng chỉ là sinh viên, con đi làm thêm thôi, lương có 12.000 một giờ thôi. Đấy, thì mình cũng có gọi là một chút ít thì mình cũng gọi là san sẻ với anh này. Mình cũng không nghĩ là anh ấy thử lòng đúng không? Thử lòng mình như thế đâu. Mà chả lẽ là bây giờ người mình yêu mà tự nhiên bắt nhịn cơm chiều đến tối đến sáng mai luôn thì sót đúng không? Vâng, đúng rồi. Rõ ràng là hai cái thử nhưng mà nó là hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Dạ, và chính vì cái thử thứ hai mình mới có một cái sự quyết định rằng đây chính là người vợ của mình rồi. Rồi bây giờ em có bao giờ em chơi cái chiêu đó với anh Liên không? Không. Không à? Không. Thế những lúc em hết tiền thật thì em xin ai? Em xin mẹ em. Chết rỡ, mẹ lại không biết chuyển tiền thì chẳng lẽ lại về đợt núi sập để mà bảo mẹ ơi cho cô con tiền. Vậy thì bây giờ là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hai con lấy nhau được tầm 6 tháng. 6 tháng. Dạ, ôi, son quá son con luôn. Là thế con là yêu được mấy năm con? Con yêu nhau 2 năm. Hai năm là hai lần là suýt. Dạ, vâng. Này đấy đúng không? Vâng. Con năm nay là 27. Con 24. 24. 24. Bạn này 30. Trẻ. Đúng rồi, con 30. Và bây giờ trong 6 tháng về ở với nhau. Là vợ chồng với nhau. Vậy cái tật xấu nó có lòi ra không ạ? Nó có nhô ra không ạ? Anh này có tật xấu gì này? Rất nhiều tật xấu ạ. Nhiều luôn à? Vâng. Nhiều quá, cô trời lại ơi. Nghĩ là không có ấy. Em ơi, khiếp từ lúc yêu nhở. Em ơi, mình lo cho nó như thế. Mà nó vẫn bảo mình có tật xấu, con lại đau thế chứ đi. Cô biết là nhiều hôm mà đi kể cả ăn uống mọi thứ con lo hết mà. Con cứ thấy là buồn buồn hay là thì con lại phi xe từ nhà mua nước trà sữa đến tận nơi luôn, trời nắng chang phạt 2 năm trời mà vẫn cho là con thật xấu. Thế lấy nhau được 6 tháng. Dạ vâng. Dạ. Thế nó còn nấu cho con ăn không? Nấu nhưng mà con nấu cho nó. Nhưng mà ít hơn rồi cô ạ. Đấy, nhưng mà nếu mà con mà nấu thì là anh ấy sẽ rời rửa bát. Nói chung là thôi bây giờ khui đi nè. Dạ vâng. Rồi, bao nhiêu thật xấu cứ nói hết ra. Anh này thì có một cái thật xấu là ngủ ngáy rất là to. Cái đó không phải thật xấu đâu. Cái đó là người ta không có cái đó là có tật thôi, nhiều đó là tật thôi chứ không xấu con ạ. Nhiều khi là kiểu cũng cứ trả vờ đấy, con kiểu đang nằm kiểu đang rất là khó ngủ là cứ cố tình là khò không, cái đó là tật xấu đó đấy, cái đó là tật xấu đấy, là cứ cố mình không ngủ được là không cho người khác ngủ ấy ạ. Vậy là tật xấu là hay trêu vợ. Vâng, ở trong miền Nam là cái tiếng gọi là lầy đấy. Con hay trêu vợ con lắm, vợ con đi làm về con trả vợ con ngủ xong rồi con cố gắng không cười nhưng mà và con chỉ sờ con là con cười luôn. Với cả gì ạ? Chơi game thì kiểu như là anh này thì tính cũng khá là trẻ con ấy ạ. Kiểu như là trong công việc, trong cuộc sống thì rất là kiểu điềm tĩnh rồi thì nghiêm túc các thứ. Nhưng mà ví dụ sau đấy, sau cái thời gian mà mình mê game. Đúng rồi, chơi game rất nhiều. Mà mỗi lần chơi game vậy là con khó chịu. Hét rất to, đúng rồi. Hét rất to. Vâng. À chơi game tự hét, tự rồ lên đó đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà là con có hét ổng không? Kêu ổng dẹp máy không? Con cũng chơi nhưng mà con cũng chơi cùng nhưng mà gọi là con chơi ít hơn. Hai vợ chồng nó cùng chơi một game ấy. Dạ vâng. Game gì mà cứ nói nhau ấy.
Này cái gì đó chị cũng chả biết game gì nữa. Cái gì nó bắn nhiều mấy giờ đó. Vâng. Rồi. Ừ. Còn trẻ quá mà, 24 tuổi mà. Dạ vâng, đấy hợp. Rồi. Con cũng thấy là cũng khá là hợp nhau từ gọi là khả năng ăn uống rồi thì cách con thì lại rất là thích chụp ảnh. Thì anh này thì lại chụp ảnh đồ ăn. Lúc ban đầu gọi là yêu nhau thì chụp ảnh đồ ăn thì nói chung là nó sẽ là chụp vào những cái gọi là kỹ nhất và đẹp nhất của cái món ăn thì chụp sẽ phải rất là sát. Thì anh này chụp ảnh cho con cô ạ, cứ cầm cái điện thoại dí thẳng vào cái mặt như thế này. Bảo là chết rồi, chụp như thế này thì làm sao mà up lên được. Thế con nói cho suốt, con mắng cho mặt gọi là buồn thiu. Chụp một tiếng rồi không được một cái nào, con bắt chụp đi chụp lại, chụp bao giờ được thì thôi. Thế là xong, từ đấy đến bây giờ là có kinh nghiệm chụp ảnh hơn rồi đấy. Có nghĩa là thích, coi như là không, cứ nhìn cái mặt của mình cứ tưởng là đồ vợ mình mà tưởng đồ ăn. Tức là ba cái con vừa kể cô thấy chưa cái nào xấu con ạ? À? Đúng, xấu quá. Nhờ. Đúng rồi. Ví dụ như là bừa bộn này, đấy nhá, lười này, ví dụ đấy, hoặc là sao ta? Vô tâm, vô tư, vô tâm vô ý. Vô tâm với vợ này, ví dụ thế. Anh này thì lại có một cái điều là rất thích tạo cái sự bất ngờ ấy ạ. Rất thích tạo sự bất ngờ dành cho người khác, mà đặc biệt là con luôn, kể từ cái lúc mà yêu nhau hay là các thứ. Nhiều khi là, thật ra là bản thân con là biết cái sự bất ngờ đấy rồi. Tại vì nhiều, giả bộ. Đúng rồi, phải là giả vờ là mình chưa biết để gọi là trong cái anh này gọi là không phụ lòng. Đúng rồi đấy ạ, để cho anh ấy vui. Ôi thương thế. Ủa nó nghe này, bộ lúc yêu á là hay giả vờ tạo sự bất ngờ lắm phải không? Đúng rồi ạ, kiểu nhiều khi là có những cái app mà hay mà ví dụ kiểu như là biết vị trí của người này người kia ở đâu rồi, vẫn cứ giả vờ là anh đang ở chỗ này anh đang ở nhà để các thứ, mà con biết thừa là đang ở dưới nhà rồi đấy. Thì xong con cũng vẫn trả vờ là không biết này thế kia các thứ. Đố em anh đang ở đâu. Đúng rồi đấy ạ. Cái đó là đáng yêu con. Dạ ơi. Vừa bây giờ những cái gì con kể vừa rồi là đáng yêu hết á. Dạ. Chỉ có một bây giờ con phải kể nè. Vậy anh ấy có bừa bộn hay không? Có bắt con dọn dẹp nhà cửa hay không? Có bừa không? Có còn vô like hình dạo nữa không? Cái do cái tính chất công việc của anh ấy là chụp ảnh thì cũng có rất là nhiều những cái phụ kiện các thứ ấy. Thì đi làm về thì cũng thật sự là cũng bừa bộn đấy, hay là bộn đấy, vứt đồ là tràng lang đấy. Thì con bảo là anh dọn đi các thứ, anh mệt lắm thì đấy. Em cứ để sau anh dọn sau, nhưng mà không bao giờ thấy được cái sau anh dọn sau là đấy ngày hôm nào luôn. Con lại đi dọn hộ. Con phải dốn một tí. Còn có hay quên trước quên sau hay không? Đúng rồi, có lại cứ hứa là tí anh dọn, hoặc là tí anh làm cái này, tí anh làm kia, xong không biết là tí để đến bao giờ luôn. Nhưng mà cuối cùng là con dẹp. Dạ vâng, đúng rồi. Đó, cái là thật xấu đó. Đó, thấy chưa? Đó, còn gì nữa không nào? Có lãng mạn không? Không lãng mạn thì quá rồi. Cứ hay giả vờ giả việc thế là lãng mạn đấy. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Được hết rồi thôi. Dạ vâng, chắc là có hay mắng vợ không? Anh này thì dễ gì? Không, anh này thì hay là dẻo miệng lắm cô ạ. Là không mắng vợ. Đúng rồi, là nịnh vợ. Nịnh thế tốt rồi. Siêu chiều luôn ạ. Rồi bây giờ con mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Con thì nói chung là về những cái mà để gọi là cái mối quan hệ của hai vợ chồng gọi là sâu sắc và tình cảm hơn thì con nghĩ là anh ấy cũng có nhiều cái đã làm tốt được cái điều đấy rồi. Thì trong gọi là trong tương lai, nếu mà để gọi là hai vợ chồng gọi là gắn kết hơn thì em cũng chỉ mong anh là chơi game ít hơn đấy, quan tâm đến gọi là em nhiều hơn, và kiểu trong cái công việc nhà thì cũng sẽ phụ em nhiều hơn một chút. Nhiều hơn nữa vậy. Dạ. Cái nghĩa là mong muốn cái nhiều hơn. Vâng, đúng rồi. Đã có rồi nhưng mà hơn tí nữa tốt hơn con ạ. Nhắc khéo đấy cô ạ. Nhắc khéo đấy. Dạ. Rồi bây giờ tới con đấy. Vợ con thì tật xấu ấy, thì không có tật là khi mà bắt đầu mà xung đột cãi nhau ấy thì vợ con chưa biết đúng hay sai cả, là bao giờ một cái ngước, ví dụ ngồi trên xe ô tô thì ngước mắt ra nhìn ở góc 60 độ như thế này, cứ nhìn ra ngoài đường này thôi và khóc. Và ở nhà thì một chuyện bé tí này thôi là cũng quay nhìn vào góc nào đấy khóc. Cô tin con, bởi vì cô đã hình dung ra 4 tiếng đồng hồ, tức là 7 ngày 4 tiếng. Nhìn là 4 tiếng nó chỉ có bấm điện thoại xong rồi nó suy tư để nó trả lời là em đồng ý ấy. Thế là cứ khóc như vậy là con không biết phải làm sao cả. Và cái đấy đồng đấy là con không thích như vậy. Thì là trước đấy là con mới bảo là khi mà đến với nhau ấy thì anh mong muốn là hai đứa dù có chuyện gì thì ngồi lại với nhau đều có giải quyết hết, bé hay to đều có giải quyết, quan trọng là mình giải quyết như nào thôi. Nhưng mà gật thôi, cứ gật đầu thôi, nhưng mà lúc làm thì không làm được như thế. Không nói, có nghĩa là lúc mà giận con á là sẽ không bao giờ nói ra là tại sao giận, mà con phải đón ý, đúng không? Dạ vâng. Và rất hay có bẩn nữa, cứ vô gì mà không vừa lòng là mắt sẽ kiểu ngực lên lườm con một cái. Thế con à, bình tĩnh nha, em lại bắt đầu rồi nhá, em lại bắt đầu rồi nhá, bình tĩnh nhá, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Là dặn liền đó. Dặn luôn. Bọn con hay thấy lắm, bây giờ là kiểu quen rồi cô, không bảo là kiểu gì cũng quen luôn, không nhắc là lại quay lại. Là con rất sợ rồi đấy. Vậy thì cái đó có thể gọi là tật xấu không ta? Cái có giận, bây giờ vợ con có hay giận cái chém thớt không? Thỉnh thoảng ạ. Nghĩa là mang cái câu chuyện ở ngoài đem về nhà. Là giận ai? Hổ lên đầu chồng. Cái đấy thì vợ con có.
vợ con là giận là vợ ai ấy, là vợ con sẽ về nhà và im, cứ ngồi làm gì làm cứ bình thường. Xong bắt đầu là đến khi mà không chịu được, anh ơi em tức kể quá, và cứ em nói đi, em nói đi, con cứ bảo em nói thôi. Nói là xong thì bảo anh nghĩ là thôi bỏ qua đi, con gạt luôn để cho vợ con bình tĩnh lại xong học đi. Lúc đấy vợ con như vậy thì con lại dẫn vợ con đi ra ngoài chơi, hoặc là đi trà sữa gì đấy. Như vậy có nghĩa là giận cá chém cá em ạ, chứ còn không giận cá không chém, chém thớt. Đúng không? Tức là giận nó là sẽ ngồi và nghiêng 60 độ á. Đúng là nghiêng nhìn lên con... và chảy nước mắt. Có khi khóc từ 6 giờ sáng hôm chiều hôm nay đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.